Dạ rồi, mến chào tất cả anh chị xin cả nước nha. Hiện tại là buổi sáng thứ hai anh chị mà trời mưa quá chừng luôn. Ok, hôm nay em sẽ tiến hành thay bầu những cây mít tố nữ anh chị. Mít tố nữ nè, anh chị thấy không? Hàng chu cành cây cực kỳ là đẹp ha. Thì hôm nay sẵn đây quay chia sẻ anh chị mình về cái cây giống cũng như là xem cái bộ rễ của cái cây bên em sản xuất ra như thế nào nha anh chị. Trời mưa quá trời luôn, không biết làm gì. Giờ vô trong nhà sang cây nha anh chị. Ok, bây giờ mình sẽ cùng xem chất lượng cái bộ rễ cây như thế nào nha. Rồi hiện tại anh chị mình đang xem là cái những cái cây mít mà em đã lột sẵn ra nè. Hàng là hàng chu cành anh chị, rễ như thế này thì bên em mới tiến hành là vô nè anh chị, thấy không? Rễ ghê không? Đây, cây giống nè anh chị. Lá xanh đẹp như thế này mình cắt vô ha. Đang tiến hành là sang chậu để nuôi lại một thời gian khoảng 5 cho tới 10 ngày. Tầm 10 ngày trở lên thì bắt đầu mới tiến hành là gửi đến cô chú anh chị mình được nha. Hàng nó phải nuôi cứng anh chị. Rồi quay chia sẻ anh chị mình về cái cây giống này không? Dạ không. Mít tố nữ vị sầu riêng anh chị. Mít tố nữ sầu riêng ha. Cái loại này là ruột kem nha anh chị, ruột màu kem ha. Ruột màu kem bên em hiện tại thì sẽ có là ba màu ruột ha. Màu vàng nè, màu vàng thứ nhất nè. Màu kem nè và màu hồng. Màu hồng thì bên em chưa có hàng nha anh chị. Đang chuẩn bị nhân giống ra thôi. Còn cái thằng này là em có màu kem với lại màu kem với vàng thì bên em có sẵn hàng, anh chị mình có thể liên hệ bên em ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiến hành cắt thử cho anh chị mình xem cái cây giống nó như thế nào nha anh chị.